Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện liên quan tới vụ bé 8 tuổi tử vong trong thời gian qua đã gây xôn xao trong dư luận cộng đồng cũng như là tất cả bà con trên thế giới. Liên quan đến vụ bé 8 tuổi tử vong, ai cũng nấy phẫn nộ thì hôm nay Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung thêm quyết định khởi tố vụ án giết người và tội che giấu tội phạm. Cụ thể ngày hôm nay là ngày 5 tháng 1 liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự, khởi tố vụ án che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái 36 tuổi ngụ quận 1 và Võ Nguyễn Quỳnh Trang 26 tuổi ngụ Gia Lai để điều tra các hành vi giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố điều tra hai hành vi, thứ nhất là hành hạ người khác và giết người, thứ hai là Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố điều tra hành vi hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Sau khi các quyết định liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đang giám định dữ liệu trong camera bị xóa. Quý vị khán giả biết trước đây là Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai là do đánh để dạy dỗ cháu An, và sau đó là khi mà cháu An là đã yếu dần rồi gọi ông Nguyễn Kim Trung Thái về. Nhưng mà thật sự không phải vậy nha quý vị khán giả. Trong suốt thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ, những dữ liệu trong camera, chính ông Kim Thái đã xóa dữ liệu trong camera để che giấu tội cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Mà trong khi đó, một người tình, một người vợ bé, một người vợ hờ đã đánh con mình cho tới tử vong như vậy mà ông Nguyễn Kim Trung Thái không hề có những cái phản ứng để bảo vệ con mình, không hề là giúp đỡ con mình trong lúc mà con bé là hết sức là yếu ớt và tắt liệm đi, mà ông Nguyễn Kim Trung Thái hờ ơ chỉ binh vực người tình mà thôi. Thực sự hai người này không thể dung thứ được quý vị khán giả. Đang giám định dữ liệu trong camera bị xóa, như báo Thanh Niên đã đưa tin thì sự việc bé gái tử vong vào tối ngày 22 tháng 12 năm 2021 khi người cha đưa con đến bệnh viện ở phường 22 cấp cứu, xác định thi thể của cháu có dấu hiệu bị bạo hành nên công an đã vào cuộc điều tra. Theo công an quận Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy cháu An bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ và vết mới khác nhau đang xen vào nhau trên thân thể của cháu, đầy vết tích quý vị khán giả. Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành bé An, nên ngày 28 tháng 12, công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang 2 tháng để điều tra về tội hành hạ người khác. Đến ngày 31 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp cha của cháu bé, đó là ông Nguyễn Kim Trung Thái với vai trò là đồng phạm. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Cơ quan Cảnh sát điều tra BC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trang khai có tình cảm với cha cháu, đó là ông Thái. Cả ba cùng sinh sống tại một căn hộ tại phường 22 quận Bình Thạnh từ đầu năm 2021. Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé gái bằng roi mây, gậy gỗ, nên nhiều lần có những cái vết bầm tím trên người. Và mãi cho đến ngày 22 tháng 12 thì bé gái tử vong dưới bàn tay của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Và Trang cũng khai nhận thêm, ông Thái nhiều lần chứng kiến việc Trang đánh đập bé gái nhưng không can thiệp. Cũng theo nguồn tin của báo chia sẻ, sau khi bé An tử vong, chính Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu trong camera hầu để giấu tội phạm. Tuy nhiên sau đó công an quận Bình Thạnh đã khôi phục lại một phần dữ liệu trong camera, trong đó ghi lại hình ảnh bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé gái suốt 4 tiếng đồng hồ bằng cây gỗ tay và chân, đồng thời chối bé lại trong lúc dạy học.
Hiện cơ quan công an đã điều tra và đưa ra camera đi giám định và đang chờ kết quả. Hiện vụ bé gái 8 tuổi tử vong đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của hai người này. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được một người cha mà vô can vô tâm, không có một cái gì để bảo vệ con mình, trong khi đó là để cho người tình, người vợ hờ, vợ bé của mình để làm tan nát gia đình của mình. Trước đây ông Nguyễn Kim Trung Thái đã từng quan hệ tình cảm với cô Trang, cho nên về có những cái hành động và đồng thời muốn dứt khoát khỏi gia đình. Người vợ hết sức là đau đớn, đành phải là tuyệt vọng, không thể níu kéo ông Thái được, cho nên cuối cùng phải ly dị. Và sau đó là tòa án đã ra những cái quyết định, con gái thì ở với ông Nguyễn Kim Trung Thái, còn bé trai thì ở với vợ. Tuy nhiên trong suốt cái thời gian dài đã thì ông Nguyễn Kim Trung Thái không hề cho vợ mình đến thăm con, và đồng thời cấm cản. Qua sự chia sẻ của một người giúp việc ở gia đình, có đôi lần vợ của ông Thái đến chung cư nhờ cô giúp việc để cho gặp bé An. Tuy nhiên 3-4 lần được gặp vậy đó, thì sau đó là ông Thái ông biết được cái điều đó, cho nên ông đuổi cái người giúp việc đi luôn quý vị khán giả. Phải nói là ông Nguyễn Kim Trung Thái này, ông đền tội không xứng đáng đâu. Ông chết xuống 7 tầng địa ngục còn chưa vừa tội ổng. Thứ nhất là cái tội ổng ngoại tình, ổng làm tan vỡ gia đình, và đồng thời ổng ác tới đánh nổi ổng đi theo cái con Nguyễn Võ Bình Trang này rồi, nhưng mà ổng cấm vợ mình đến thăm con mình, cho nên tới ngày hôm nay phải nói là những cái hành động mà che giấu, trong khi đó ông Thái này ổng chứng kiến người vợ bé của mình đã trong suốt 4 tiếng đồng hồ đánh đập con mình vậy. Nhưng mà ông Thái ổng không hề cản ngăn quý vị khán giả. Đồng thời là Nguyễn Võ Quỳnh Trang này trói bé lại trong lúc dạy học, chứ không phải là bình thường quý vị khán giả. Cho nên là Nguyễn Võ Quỳnh Trang này dùng cây gỗ tay chân là đánh đập bé suốt trong 4 tiếng đồng hồ. Và ông Thái này cũng che giấu tội phạm, binh vực cho cái cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang này, và để con mình phải nói là xấu số như vậy, mà ông Thái ông không hề có một cái động thái nào để bảo vệ con mình. Và đồng thời cái hành vi của ông là xóa hết dữ liệu trong camera để bảo vệ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bảo vệ người tình của mình, mà chính cái người đó đã nhẫn tâm giết hại con mình. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là rất là nhiều người khi mà chúng ta đọc tới đây là kể cả người đàn ông cũng không kìm được lòng khi mà rất là đau đớn nhìn thấy hoàn cảnh của bé Trang như thế này. Không có ai mà đành lòng quý vị khán giả, nhưng mà ông Nguyễn Kim Trung Thái là một người gọi là con người mà đội lớp thú quý vị khán giả ơi. Chính bản thân của ổng là không bảo vệ con mình, mà nhìn cái cảnh mà vợ bé đánh đập con mình như thế kia mà ổng không có lời nào cản ngăn. Trong suốt cái thời gian dài mà ở với ông Nguyễn Kim Trung Thái và cái người tình của mình, mà để cho con gái của mình phải nói là địa ngục trần gian khi ở với bà Trang và ông Thái như vậy quý vị khán giả. Và sau đây là những cái lời bình luận của quý vị khán giả vô cùng phẫn nộ đối với hai con người này. Hai người này là một tội giết người, một tội đồng phạm giết người, cần phải coi đó là một vụ án điểm cho hành vi xâm hại trẻ nhỏ. Một quý vị khán giả khác cũng chia sẻ, quan hô công an thành phố Hồ Chí Minh, việc khởi tố bị can Trang theo tội danh giết người là hoàn toàn có căn cứ. Những ai theo dõi diễn biến vụ này từ đầu chờ tin này đã lâu rồi. Không hiểu làm cha cái kiểu gì, con cái là diễm phúc của gia đình, sự tự tin, thành công của con cái là một phần rất lớn, hình thành từ yêu thương, và chúng ta phải yêu thương nó, yêu thương làm sao cho đúng cách. Có mỗi đứa con mà không bảo vệ được con mình, đi chạy theo người tình, thì ông Nguyễn Kim Trung Thái này không còn là con người nữa. Đó là một quý vị khán giả đã bình luận. Và một khán giả khác cũng bình luận, thằng này không phải là cha nữa mà là ba, nhưng mà ba trợn, không biết bảo vệ con mình, như vậy sống trên đời này để làm gì nữa. Ngày nào cũng có thông tin này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố, điều tra hành vi hành hạ người khác. Ông Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố, điều tra hành vi hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Như vậy mới đúng người đúng tội, mong cơ quan điều tra sớm làm rõ và kết luận để đưa ra vụ án này xét xử cho sớm. Và một quý vị khán giả khác bình luận, tôi rất là đau lòng, tôi rất là đau xót khi đọc những cái thông tin này. Trời ơi, cha tấn cháu bé suốt 4 giờ liền, cháu đã mất đi trong sự cô đơn và đau đớn, cầu mong hương linh cháu sớm được siêu thoát và pháp luật trừng trị hai con người đội lớp thú. Và rất nhiều người khán giả bình luận, không hiểu vì sao ông Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột mà ổng không có cái hành vi để bảo vệ con mình, để cho người tình và đồng thời che giấu Nguyễn Võ Bình Trang
hành hạ con mình trong suốt cái thời gian dài, quý vị khán giả. Và đồng thời 4 tiếng đồng hồ cuối cùng của cuộc đời của bé An thì là ông Thái, ông nhẫn tâm và ông không hề bảo vệ con mình, để cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang liên tục đánh đập con mình cho tới là tàn hơi kiệt sức. Và đồng thời ông cũng che giấu tội phạm luôn, ông giấu, ông binh vực cho cái cô vợ bé này, quý vị khán giả. Ông xóa những cái dữ liệu trong camera, sau đó công an đã khôi phục lại một phần và đang điều tra tiếp những cái đoạn sau khi mà ông Thái đã xóa đó, quý vị khán giả. Mà nhất định hai người này không thể nào thoát tội được các quý vị khán giả ơi. Hai người này là con người mà đội lớp thú chứ không còn con người nữa, phải loại bỏ những con người này vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Còn những ngày ở trong tù nữa, chúc hai người được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt của mấy anh chị trong đó. Có một người khán giả bình luận, hy vọng là ở trong đó sẽ là hưởng chế độ đặc biệt của những người tàn nhẫn, ác tâm như là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.